Vừa qua, công ty Casio đã phối hợp cùng Bitex chính thức cho ra đời một loại tem chống giả công nghệ cao hoàn toàn mới nhằm thay thế cho tem chống giả Casio trước đây. Điểm dễ nhận thấy nhất của tem chống giả máy tính Casio này là hình ảnh logo Bitex nổi bật trên nền vàng. Tiếp đến là những đặc điểm công nghệ nổi trội giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt tem thật với các loại tem nhái, tem giả khác bằng dụng cụ hoặc mắt thường. Phân biệt tem thật Bitex bằng dụng cụ, đèn laser và tấm phim chuyên dụng. Với tấm phim chuyên dụng, đặt tấm phim vào vùng được bao bởi đường viền chữ nhật màu đỏ sẽ thấy xuất hiện chữ Bitex. Di chuyển tấm phim lên xuống theo chiều mũi tên in trên tấm phim sẽ thấy các cột chữ Bitex di chuyển lên xuống ngược chiều nhau. Với đèn laser, để tem chống giả Bitex trên mặt bàn, đặt tờ giấy trắng vuông góc với tem chống giả. Sau đó, chiếu tia laser vào vùng được bao bởi đường viền chữ nhật màu xanh lá, ngay sát bên phải đường kẻ sọc màu đen. Ta sẽ thấy trên tờ giấy phản chiếu ánh sáng chữ OK. Ngoài ra, chúng ta còn có thể phân biệt tem chống giả máy tính Casio bằng mắt thường thông qua quan sát những thay đổi về màu sắc tại các vị trí sau đây. Bên trong vùng được bao bởi đường viền chữ nhật màu cam, khi nghiêng tem để ánh sáng phản xạ qua vùng này vào mắt, ta sẽ thấy đường kẻ sọc màu đen có sự biến đổi màu sắc, từ màu đen chuyển sang màu xanh lục. Tại vùng được bao bởi đường viền chữ nhật màu hồng, khi xoay tem một góc 90 độ, ta sẽ thấy có sự thay đổi về màu sắc giữa chữ tem chống giả và nền, chuyển từ chữ tem chống giả sẫm màu trên nền vàng sáng sang chữ tem chống giả vàng sáng trên nền sẫm màu. Cũng tại vùng này, khi nghiêng tem sẽ thấy xuất hiện chữ Casio trên nền màu xanh lục. Giữ nguyên góc nhìn, xoay tem một góc 90 độ sẽ thấy có sự hoán đổi màu sắc giữa chữ Casio và nền như hình ảnh minh họa. Bên cạnh việc nắm rõ các đặc điểm nhận biết tem chống giả nói trên, để đảm bảo mua đúng hàng thật, chúng tôi xin lưu ý. Tem chống giả Casio chỉ có một loại duy nhất theo đúng những đặc điểm mà chúng tôi đã nêu. Tem thật phải có đầy đủ và đúng các đặc điểm đã nêu trong phần hướng dẫn kiểm tra tem. Nếu thiếu hoặc có một đặc điểm nào đó không đúng như nội dung mô tả nói trên, thì đó không phải là tem chống giả Casio. Máy tính Casio không dán tem hoặc dán các loại tem khác thì không đảm bảo là hàng thật.